Viên ngọc quý. Đây là một món quà rất quý. Tôi xin dành tặng ngài, mong ngài giúp tôi nhiều hơn trong việc làm ăn. Chỉ là một viên đá có màu xanh thôi, cũng có chút lấp lánh, nhưng xem ra đâu có gì đặc biệt. Đây là ngọc lục bảo, nhưng mới chỉ là ở dạng thô. Có dịp, ngài hãy mang ra tiệm kim hoàng để tạo ra những nạm ngọc hoặc vòng ngọc theo ý muốn. Đó chắc chắn là món đồ tuyệt vời dành cho một người cao quý như ngài. Anh thật là khéo nịnh. Thôi được rồi, tôi xin nhận. Chưa nghe có loại ngọc này bao giờ, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Chào, chào các bạn. Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Ôi giời, hỏi làm gì? Nhìn là biết quê mùa cục mịch rồi, chắc là đến từ một nơi tăm tối nào đó. Tớ là một viên ngọc. Ngọc ư? Trong da của cậu thô ráp thế kia mà cũng dám nhận là ngọc ư? Thật nực cười. Chẳng hiểu sao ông chủ lại để cậu ta vào một nơi quý giá như thế này và sống cùng chúng ta nữa. Đúng rồi, cậu ta không xứng đáng được ở đây. Đúng, đúng. Mình thật xấu xí và kém cỏi. Tại sao mình lại bất hạnh thế này? Hôm nay mình sẽ thử mang viên ngọc lục bảo đi ra tiệm kim hoàng xem thế nào nhé. Anh lấy ra cho em xem thế nào đã. Em xem, viên ngọc này thì nên mài giũa thành vòng tay hay là vòng cổ. Nếu em thích thì có thể làm nhẫn vàng nạm ngọc cũng được đấy. Cái này mà gọi là ngọc à? Xù xì, thô ráp, màu thì thâm xỉn, chả có tí sang trọng gì cả. Ờ nhỉ, hôm trước thấy nó còn sáng óng ánh cơ mà, sao nay đã thâm xỉn thế này? Thật chẳng ra làm sao cả, mình bị tên nhỏ thó kia lừa tặng đồ dởm rồi. Hắn ta thì lấy đâu ra ngọc quý tặng mình cơ chứ. Mày có gì đấy? Ơi, một viên đá xanh. Ôi, đau quá, đau quá. Khổ thân, chắc là cậu ấy đau lắm. Con trai, con lại bị đau sao? Để mẹ xoa bóp cho con nha. Khổ thân con của mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con không đau đâu. À không, con hết đau rồi. Thật sao? Con không đau nữa thật chứ? Đau là phải bảo mẹ, nghe chưa? Dạ. Không, mình phải thật mạnh mẽ. Mình không thể khiến mẹ đau lòng được. Trời lại sáng rồi, một ngày mới tươi đẹp. Nhất định hôm nay mình phải cứng rắn lên, không để mẹ phải lo lắng nữa. Con trai, con ngủ ngon không? Trong người con thấy thế nào rồi? Dạ, con ngủ rất ngon, mẹ yên tâm. Con luôn khỏe mạnh mà. Con trai của mẹ mạnh mẽ lắm. Nhìn con, mẹ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Mẹ, quả là một cậu bé kiên cường. Sự mạnh mẽ và sự lạc quan của cậu ấy khiến mình cảm thấy cuộc đời này đáng quý biết bao. Mình cũng phải mạnh mẽ và tự tin lên mới được. Ôi, viên đá đang dần trở nên lấp lánh. Ôi, liệu đây có phải là ngọc quý không? Mẹ sẽ mang ra tiệm kim hoàng hỏi xem sao. Biết đâu có thể có được một món tiền để điều trị cho con. Là ngọc lục bảo quý giá, chị gặp may đây. Tôi sẽ trả cho chị số tiền thật hậu hĩnh. Ôi, thật không ngờ ngọc quý phải vào tay người biết nó. Vậy là tôi có đủ tiền để chữa bệnh cho con rồi. Sau đó, ngọc lục bảo được gọt giũa thành vòng tay và mặt đá của những chiếc nhẫn quý giá. Vượt qua sự tự ti, ngọc lục bảo trở thành vật quý luôn tỏa sáng, tự tin bậc nhất, khiến mọi người xung quanh phải nể phục. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hesanis, nhập khẩu bởi Sun Pharma. Chỉnh sửa của giám đốc. Chào chị, tôi là Trần An, đến theo lịch hẹn của giám đốc. Ồ, anh An. Vâng, mời anh vào trong này. Anh hãy vào đây chờ cùng với các ứng viên khác. Chút nữa giám đốc sẽ trực tiếp trao đổi với các anh.
Ơ, An. Ủa, Thành, Lâm, hai cậu cũng ở đây sao? Đúng là trái đất tròn. Ba học viên xuất sắc nhất trường kiến trúc năm vừa rồi lại hội ngộ ở đây thế này. Hóa ra các cậu cũng đến đây xin việc như tớ sao? Ừ, đúng rồi. Nghe nói hôm nay giám đốc sẽ phỏng vấn trực tiếp những người có điểm thi cao nhất để quyết định nhận vào làm việc hay không. Không ngờ lại chính là ba chúng ta. Ừ, không ngờ đó. Cũng phải thôi, đây là tập đoàn lớn nhất nhì của thành phố này. Những người có năng lực như chúng ta không xin vào đây thì thật là phí. Ừ, được làm việc ở đây thì tốt nhất rồi. Nhưng không biết đợt phỏng vấn này họ có yêu cầu gì khó không nhỉ? Ai biết được. Nhưng nếu cả ba chúng ta cùng làm được ở đây thì thật tốt biết mấy. Hy vọng là thế. Chào mọi người, xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Tôi là giám đốc thiết kế ở đây. Dạ, chào giám đốc ạ. Ta vào vấn đề ngay nhé. Trên tay tôi là bài thi vòng loại vừa rồi của các bạn. Phải nói là tôi rất bất ngờ và ấn tượng với những gì các bạn thể hiện. Tuy nhiên, khi xem xét, tôi thấy mỗi bài đều có một số chỗ chưa ổn. Tôi đã chỉnh sửa lại một vài chỗ. Bây giờ các bạn hãy xem lại những chỉnh sửa của tôi và hoàn thiện lại bản vẽ. Khi nào xong thì cầm kết quả đến trao đổi với tôi. Vâng ạ. Hả? Thế này là thế nào? Sao giám đốc lại sửa bản vẽ của tớ thế này? Đang đúng thành sai, thế này thì sao dùng được? Bản vẽ của tớ cũng vậy, sửa rất lung tung. Sao giám đốc lại sửa như vậy nhỉ? Tớ phải gặp giám đốc luôn đây. Hai cậu gặp sau nhé. Ừ. Dạ, giám đốc, em đã xem xong bản thiết kế rồi ạ. Tốt. Cậu ngồi xuống và trình bày kết quả đi. Thưa giám đốc, em thấy chỗ sửa của anh khá bất cập. Nếu anh thay đổi thế này, người trong nhà sẽ rất khó khăn khi sinh hoạt. Đây là những điều tối kỵ cơ bản, không thể sơ ý thế được anh ạ. Chết, thế à? Để tôi xem lại. Ừ nhỉ. Tôi xin lỗi nha, cậu thông cảm. Làm sếp thật đó. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng đúng được hết. Thật là tuyệt. Với cách nói thẳng lỗi sai của sếp, mình sẽ bắn một mũi tên trúng nhiều đích. Vừa thể hiện sự thẳng thắn, trung thực, lại vừa khiến sếp phải khâm phục tài năng. Kiểu này khi nhận việc, sếp sẽ nể mình một phép. Vậy là nếu loại chỗ sửa sai này, thì thiết kế của cậu có thể coi là hoàn chỉnh. Được rồi, cậu có thể về. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả trong 5 ngày tới. Dạ vâng, em chào giám đốc ạ. Dạ anh ạ, bản thiết kế này em đã sửa theo ý của anh ạ. Cậu đã sửa tất cả rồi à? Dạ. Nếu chỉ ra lỗi sai của giám đốc thì đúng là ngu ngốc. Ông ấy là sếp, ông ấy có quyền. Kể sếp thì chỉ mệt thân. Nhỡ mai ông ấy tức giận loại mình thì đúng là dại dột. Được rồi, thiết kế đã xong, cậu có thể ra về. Kết quả cuối cùng sẽ có trong 5 ngày tới. Dạ vâng, em chào giám đốc ạ. Dạ em chào anh ạ. Ồ, bản sửa của cậu ra sao rồi? Dạ em chưa xong ạ. Chưa xong? Sao lại... Dạ em suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu phần sửa của anh. Nếu anh sửa như vậy thì chắc chắn người sống trong đó sẽ rất bất tiện. Nhưng đó cũng có thể tạo ra một sự khác biệt, độc đáo nào đó. Mà em thì chưa rõ anh có ý gì khác không, nên em muốn trao đổi với anh cho chắc chắn ạ. Tôi chẳng có dụng ý với cao kiến gì đâu. Rõ ràng tôi sửa như vậy thì sẽ gây bất tiện hơn là bản gốc của cậu mà. Ơ, thế sao anh... Tôi rất vui vì cậu đã đối thoại với tôi bằng một thái độ chân thành. Cậu hãy về nhà và chờ kết quả trong 5 ngày tới nhé. Dạ, vâng ạ. Em cũng cảm ơn anh vì anh đã cho em một bài học mới. Đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cùng phỏng vấn với nhau ấy vậy mà thái độ tập đoàn ấy với ba chúng ta lại khác nhau hoàn toàn. Năng lực của chúng ta thì ai cũng tốt, vậy mà chỉ có An thì được nhận làm, chúng ta thì bị loại. Còn cậu thì được đích thân giám đốc gọi điện để thông báo kết quả, trong khi tớ chỉ được phòng nhân sự gửi cho một cái email từ chối. Thế là thế nào? Tớ biết. Thật hả? Tại sao? Chúng ta được nhận hay bị loại không phải do năng lực kém, mà là do chính thái độ của chúng ta. Hôm trước giám đốc gọi điện cho tớ, ngoài việc từ chối còn nhắc cho tớ biết rằng không nên làm việc chỉ vì muốn được lòng cấp trên mà bất chấp kết quả. Vậy tớ thì sao chứ? Tớ đã chỉ thẳng ra chỗ lỗi sai đó thôi.
Có lẽ cách thể hiện của cậu quá háo thắng, vội vàng, đắc ý. Nếu vậy sẽ khó tiếp thu được những ý kiến chân thành từ người khác. Ơ, thật ư? Vậy còn An thì sao? Cậu ấy đã thể hiện được những gì chúng ta còn thiếu. Rất thẳng thắn và chân thành. Xin trao đổi lại với sếp để tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng nhất. Chính thái độ ấy là điều những người sếp giỏi cần nhất ở nhân viên của mình. Thì ra là vậy. Không ngờ qua một đợt xin việc mà chúng ta có thể rút ra nhiều bài học đến vậy. Viên uống tái tạo da Hexenix, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hexenix nhập khẩu bởi Sun Pharma. Chuyến chơi xa của Phú Ông. Năm mới Tết đến, mình cũng phải đến thăm hỏi quan lớn. Không thì quan cho mình là người thất lễ. Đây là tiền đi đường, ông dắt kỹ vào, kẻo trộm nó nhòm ngó. Khổ lắm, biết rồi. Tôi dặn cũng chả thừa đâu. Chúng kinh thành đông đúc mà toàn người giàu có, hiểu biết. Ông làm gì cũng đừng để cho người ta coi khinh mình là người ở quê ra, nghe chưa? Bà không phải lo. Thấy họ làm gì là tôi làm theo đó. Thằng Hầu đâu? Sắm sửa quần áo cho ông đến đâu rồi? Dạ, thưa bà, con đã sắp xong đâu vào đó rồi ạ. Mai con đưa ông đi cẩn thận, hầu hạ chu đáo. Đi sớm về sớm, đừng để ông la cà dọc đường đó. Dạ, con nhớ rồi. Kinh thành quả là một trời một vực so với quê ta. Đúng thật ông ạ. Vào kia nghỉ ngơi chút đã, ông mỏi chân quá. Ông và cậu dùng gì ạ? Cho ấm trà ngon với đĩa bánh ngọt. Vâng ạ. Quán này phục vụ kiểu gì thế hả? Dạ. Sao không rửa chén, tráng ấm ở trong rồi mới mang ra? Cứ để khách phải tự làm thế kia, hay coi thường chúng tôi không có tiền? Dạ, ở đây làm như thế người ta gọi là thưởng trà đấy ạ. À. Người sành trà đến đây đều muốn tự tay pha ấm trà ngon. Vậy hả? Không biết trong quán có ai quen mặt mình không. Hôm nay đúng là ê mặt. Người ta cười cho vì quê mùa, không biết cái gọi là thưởng thức trà. Thì tại mình không biết mà ông. Ấy đấy, chính vì lộ ra là mình không biết nên mới bị bẻ mặt thế đấy. Từ giờ cấm không có hỏi han gì hết. Người ta làm thế nào mình cứ làm theo là được. Dạ vâng ạ. Đi thôi. Đi đứng cũng phải ưỡn ngực, duỗi thẳng chân cho nó ra dáng. Trời ơi, không thể tin được. Ông ơi, con đang nằm mơ phải không ông? Ông ơi, sao ông không hỏi ông ấy một tiếng có đi qua được không? Hỏi rồi người ta lại coi thường mình từ quê ra không biết gì à? Thế mình có qua xong không ông? Bao nhiêu người đều đi được thì chắc cũng chẳng phải phép thuật gì. Cứ đi, họ sang được thì mình cũng sang được. Giống như vừa nãy ở quán ăn đó, họ chả làm những việc kỳ lạ thế còn gì. Cứu tôi với. Sao tôi không qua sông được như mọi người? Cái sông này có một cây cầu nhỏ nối hai bên bờ. Mấy ngày nay mưa, nước dâng lên che mất cây cầu đó rồi. Chúng tôi hàng ngày vẫn đi qua lại đây nên biết chính xác vị trí của nó, nên vẫn có thể đi qua được dễ dàng. Ông từ xa tới mà không hỏi thì làm sao mà đi được. Viên uống tái tạo da Hexenix, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hexenix nhập khẩu bởi Sun Pharma. Chuyến đi của Ốc Sên.
Hôm nay trời nắng đẹp quá. Anh chuột, anh đi đâu thế? À, tôi đi lanh quanh một chút mà. Nắng đẹp thế này, sao anh không ra ngoài thăm thú cảnh đi? Cứ lanh quanh ở nhà thế này. Biết đi đâu bây giờ, ở quanh đây thì cũng có khác gì ở nhà tôi chứ. Sao lại không khác? Anh lên trên núi Thiên Sơn kia kìa. Sống ở đời được một lần lên trên ấy thì không cần gì phải hối tiếc đâu. Tôi nghe người ta kháo nhau lên đó thật tuyệt vời. Cả thế gian thu gọn ở trong mắt mình. Thế à? Vậy thì kiểu gì tôi cũng phải lên đó mới được. Nhưng mà anh phải nhớ, nếu đi thì đi luôn đi chứ. Để sang mùa đông thì anh không đi được đâu. Đường trơn và lạnh lắm. Vâng, nhất định tôi sẽ chuẩn bị và sớm lên đường ngay. Ơi, nghĩ đến lúc đến được núi Thiên Sơn kỳ diệu kia mà thích quá. Ôi, ôi, cái gì đáng sợ thế này? Hóa ra là một quả khổng lồ rơi, làm mình suýt mất mạng. Xin cảm ơn anh. Không có anh thì tôi đã tan tành trong bụng con lợn đó rồi. Thôi khỏi khách sáo. Mà anh cũng lạ, không biết đây là lãnh địa của bọn lợn rừng hay sao mà dám vào đây. Tôi đâu có biết. Tôi định lên núi Thiên Sơn anh à. Thiên Sơn? Anh có biết núi ấy ở đâu không? Không biết. Thì anh có biết đi tới núi ấy bao xa không? Cũng không biết. Trời ơi, cái gì anh cũng không biết? Không biết mà dám đi cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, núi Thiên Sơn cách đây cả vạn dặm, cao cả ngàn thước, đi qua rất nhiều vùng nguy hiểm. Ốc sên nhà anh có đi cả ngàn năm cũng chả đến nơi được đâu. Ơ, đến thế kia à? Anh ơi, trước khi làm gì anh phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Người ta bảo gì, suối gì cũng làm theo thì chết à. Anh có biết, chỉ vì cái tính bồng bột, nông nổi, chưa tìm hiểu kỹ đã làm, mà suýt nữa anh mất mạng đó không? Tôi... Thôi, từ nay tôi không dám nữa đâu. Viên uống tái tạo da Hexanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hexanis, nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. John và chú sóc nhỏ. Không ổn, mình vẫn chưa hài lòng về bức tranh này. Anh ơi, có thư của Alex gửi anh nè. Ồ, thư của Alex hả? John thân mến, vậy là tớ rời thị trấn đã được 2 năm rồi. Đúng như tớ dự tính, ở thành phố lớn này, tớ đã có cơ hội vươn tới công việc mà tớ mong muốn. Sau rất nhiều khó khăn, giờ tớ đã trở thành một phóng viên của tờ Time rồi. Vậy là ước mơ của tớ đã thành hiện thực. Còn cậu thì sao? Đã mở được phòng tranh của riêng cậu chưa? Tớ mong sớm được đến dự triển lãm tranh của cậu. Thân mến, Alex. Tớ nghĩ ở lại thị trấn nhỏ bé này sẽ không có cơ hội cho giấc mơ nhà báo của tớ. Phải lên thành phố lớn thì mới có cơ hội cậu ạ. À, cậu không nghĩ về những khó khăn sao? Nhà cửa không có, bạn bè và các mối quan hệ cũng không, tất cả đều bắt đầu với bàn tay trắng ư? Phải thử mới biết được John ạ. Thôi, đã đến giờ tớ đi rồi, hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu em. Anh nè, việc chuyển lên thành phố anh đã nghĩ thấu đáo chưa? Anh nghĩ cứ để một thời gian nữa em ạ. Bây giờ vợ chồng mình đang quen sống ở thị trấn này rồi. Lên thành phố anh e sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã lần lựa nhiều năm nay rồi. Anh còn nhớ chúng mình đã từng nhủ với nhau sẽ cùng lên thành phố để xây dựng ước mơ của chúng ta mà. Anh sẽ trở thành một họa sĩ, còn em sẽ là một đầu bếp. Anh quên rồi sao? Thế em không nghĩ về một loạt khó khăn mà chúng ta phải đối đầu à? Chúng ta chẳng có gì trong tay,
làm sao chúng ta có thể vượt qua? Nhưng... Barry, hãy để anh suy nghĩ thêm đã. Thôi em ra ngoài đi. Anh muốn tập trung vẽ cho xong bức tranh này đã. Đi hay không đi? Mình phải làm thế nào đây? Một cảnh tượng rất thú vị phải không? Nó không thể một lần nhảy tới cành cây đầy quả kia. Nhưng sau vài cú nhảy, chúng đã tới được đích. Còn chó hung dữ phía dưới có thể lao tới tấn công nếu nó rơi xuống. Vậy mà nó vẫn can đảm tiếp tục nhảy và hái quả. Nó rất dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để đạt được mục đích. Nó thật giỏi, anh có thấy vậy không? Vâng, chúng quả là thông minh. Chẳng lẽ mình không bằng nổi chú sóc kia sao? Phải dám chấp nhận thử thách thì mới có cơ hội để có thành công chứ. Mình không thể cứ mãi miễn cưỡng và hèn nhát thế này được. Chào bà, cảm ơn bà rất nhiều. Mary, Mary, có chuyện gì vậy anh John? Mary, chúng ta sẽ chuyển lên thành phố, càng sớm càng tốt. Thật vậy sao anh? Sao anh lại quyết định đột ngột như vậy? Anh xin lỗi em, Mary. Chỉ tại anh quá hèn nhát và e sợ khó khăn nên đã bỏ phí thời gian những năm qua. Từ giờ chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu để thực hiện những ước mơ của chúng ta. Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ khắc phục từ từ từng bước một. Rồi anh tin chúng mình sẽ có được thành công thôi. John, em cũng tin như thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!